Chiều ngày 5 tháng 9, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin về hướng xử lý đối với các chứng chỉ IELTS cấp sai quy định trong năm 2022. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, trước thời điểm được Bộ cấp phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, một số đơn vị đã có hành vi tổ chức thi cấp khi chưa được phép. Nhiều thí sinh đã sử dụng chứng chỉ này trong việc miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đầu vào, đầu ra hay miễn các học phần tại các trường đại học hướng xử lý đối với những chứng chỉ đã cấp ra. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2023, Cục Quản lý Chất lượng đã ban hành công văn về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và việc sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định nếu các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo về thi tuyển sinh và đào tạo không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ cũng theo bộ trong thời gian tới, cục quản lý chất lượng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với sai phạm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và người dự thi đúng quy định của pháp luật. Về phía IDB, đơn vị cấp hơn 56.200 chứng chỉ IELTS sai quy định trong năm 2022, trong thông báo phát đi sáng nay khẳng định các chứng chỉ được cấp trong giai đoạn này vẫn được hơn 12.000 tổ chức trên thế giới công nhận đăng ký theo dõi kênh youtube truyền hình bình phước để được cập nhật tin tức mới nhất